ta chỉ cần cho vào như thế này thôi. Nó sẽ đun ra. Nó đun ra như thế. Chim người ta cũng làm như thế này thôi. Có điều mỗi địa phương, mỗi người sẽ làm một cái phần công thức riêng, nguyên vật liệu riêng. Đây này mọi người có thể nhìn đây, đây là cám viên. Sau đó thì chúng ta đem đi phơi khô thì nó sẽ vỡ vụn gãy vụn ra, thì lúc đấy là chúng ta sẽ thành cám viên thôi. Mọi người thấy cám viên làm đơn giản không? Đây là lỗ 2 ly nhá.